cả anh em đã quay trở lại với channel của tôi. Tôi là Mai Tiểu Linh. Và như tiêu đề video các bạn đã thấy là hôm nay mình sẽ chơi một cái tựa game trên Roblox có tên là cái gì? Không nhớ tên nữa, nhưng mà nói chung là mình phải vô đây mình tập tạ đi cho nó đô, để mà quýnh những cái thằng bự con hơn. Ví dụ như là cái thằng trước mặt mình đây. Chết mẹ mày đi. Thôi tha cho mày đó. Tao quýnh không lại mày. Thì mới đầu vô mình là một cái thanh niên rất là mảnh mai gầy gò. Tuy nhiên thì sau quá trình chăm chỉ luyện tập thì bây giờ mình đã có một cái body cũng khá là đô. Một xíu nữa thôi là mình sẽ quýnh tất cả của chặt. Có thằng gì to bự quá vậy? Rồi thằng này chắc đi dạo là mình cũng chết luôn chứ không cần phải nó vô nó quýnh mình đâu. Má, chết mẹ rồi, nó thấy mình rồi. Ê anh ơi! Đây, mình bây giờ phải tập chạy đây để cho không bị mấy thằng này nó bắt được. Bây giờ mình sẽ lên máy tập chạy. Đó, cái chỉ số speed của mình càng ngày càng tăng. Cái tựa game này trên Roblox cũng khá là nhiều người chơi. Tuy nhiên thì bây giờ chắc đang là buổi chiều, người ta đang còn đi học, đi làm hết, không ai ngồi chơi. Đâu ai mà rảnh hơi mà như mình mà ngồi chơi game mà quay clip cho mấy bạn coi đâu. Để ý mẹ thằng kia mà tránh đó tao nhờ đi. Má người ta tập chạy hoài vô làm phiền. Chết mẹ rồi. Thằng này chỉ cần tản bộ là mình cũng xuống mộ luôn. À, nó lừa chỗ nào tập tạ không lừa, lừa chỗ đó. Ra chống đẩy đi. Đó, một cái hình thức thể thao rất là mạnh. À, chống đẩy kiếm chỗ nào kín tụ tập. Chống đẩy với đông người nó không được gì vậy? Rồi, lại mất kết nối nữa, khổ quá đi. Rồi, ok, vô được rồi. Bây giờ thì mình sẽ kiếm mấy cái tạ để tập. Bây giờ đứng trên cái tạ to nhưng thực ra cầm cục tạ nhỏ để tập. Xíu nữa là tao điểm danh từng thằng một nha, đọc tên tao quýnh từng thằng một nha. Mấy thằng bự bự, hồi nãy mình mới vô nó quýnh mình dữ lắm. Hồi nãy mình mới vô mình người có cộng nhau chút xíu à. Xíu nữa mà có thời gian mình vô lại các bạn coi cái giai đoạn đầu game thực sự là cái nhân vật của mình đó. Thấy chưa, thấy thằng xíu xíu đó chưa? Đây là cái hình tượng của mình 10 phút trước, à 20 phút trước. Ủa sao mình không di chuyển được ta? Rồi chơi ngu có ngày mất cu. Nhảy rồi. Hello. Chào anh bạn nhỏ. Ủa chết bà mày bây giờ. Kháng cự đi. Sao mày hèn quá vậy? Ủa như mình đấm chết nó hay sao rồi đó. Xin lỗi bạn nha. What the fuck? Hình như là có thằng nào nó quýnh mình á, quýnh lén á. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục vô kiếm một cái tạ để tập. Bây giờ mình cũng khá là bự con rồi. Kiếm một cái tạ cũng phải vừa sức với mình một chút. Thực ra là mình định tập cái tạ kia nhưng mà thằng cha bự bự kia nó giành mất phần rồi. Thôi, chịu khó tập mấy cái tạ nhỏ này đã. Xíu nữa đô rồi mình tập tạ to sau. Mình được các bạn để ý cái chỉ số stand ở bên trên đó, bây giờ nó 582 rồi. Xíu nữa khoảng lên 1000 là mình tập được mấy cái tạ bự kia. Mà mình chơi nãy giờ là cũng khoảng 20 phút rồi đó. Hơn 20 phút, chắc nửa tiếng đồng hồ. Chơi chứ có tập tạ không, tập tạ từ cái lúc mà người mình còn nhom chút xíu. Giá như mà ngoài đời mà mình cũng tập được vậy thì quá tốt rồi. Thôi tập tạ này mỏi tay quá, xuống chống đẩy đi cho nó toàn thân. Hình như cái này nó lâu lên, cái này sao á. Tập cái tạ kia nó nhanh lên hơn. Anh ơi, anh làm ơn bỏ cái tạ xuống cho em tập anh ơi. Đồ là của chung đó, dùng chung đồ khi xuống chung mồ đó. Ôi trời, chết mẹ rồi. Chạy. Mày bị lắc cái sao đó, gì tập tạ gì kia vậy. Tạ nó còn nằm sau lưng mày mà thằng kia. Hình như cái này nó stand nó lâu lên hay sao á. Trời, má tập tạ không mà mày thở phì phò như là mày mệt nhọc lắm vậy đó. Xíu nữa tao xử từng thằng một nha. Đó, có thằng nhỏ hơn mình mà nó còn dám quýnh mình nữa, đĩ mẹ mày mất dạy của mày. Hồi nãy tập đâu có dễ dàng gì đâu, đâu có được mà nằm vô tạ mà đẩy như vậy đâu. Nó bị làm phiền hoài không à, mình mới vô thấy mình nhỏ vô đó đấm mình. Nói chung cái game này các bạn cần phải có sự kiên trì. Bởi vì là mới vô thì nó sẽ rất là khó khăn. Mấy thằng bự hơn mình chút xíu thấy mình còi để nó quýnh mình. Các bạn thấy hồi nãy có một thằng nhỏ nhỏ nhảy vô đấm mình đó. Đâu có đấm được đâu, nó đánh không được rồi nó chạy thôi à.
Còn nó thấy mấy đứa nhỏ nhỏ là nó vô nó quýnh bằng chết thì thôi. Cái này đúng là hiện thực cuộc sống, mạnh hơn là cái thích ăn hiếp người yếu. Xíu nữa mình mà bự lên thì mình sẽ đi xử mấy cái thằng mà chuyên đi bắt nạt các bạn mới chơi. Đó, cái thằng đi giày màu xanh xanh đó. Mày nhớ cái mặt của mày đó, mặc dù tao chỉ thấy chân của mày thôi. Rồi, mình bắt đầu đạt được cái mức năng lượng mà nó lên màu tím rồi. Tím mộng mơ rồi. Sao thằng nào cũng bự, thằng đấy nó bự quá ta. Thằng nào nó cũng bự gấp 3, gấp 4 lần mình. Trời ơi, có thằng kia nó bê cái tạ mà gấp 5 người lần người nó luôn. Mày tập vừa vừa thôi ông nội, tập cho cố xíu thì chết mẹ mày bây giờ. Chắc nhồi máu cơ tim đó con. Để bắt đầu cập nhật top 3 người có cái kích thước to nhất ở đây rồi. Cái này nó giống như là cái game Slither đó, game con dung mà các bạn đi ăn thật nhiều á. Rồi các bạn ăn được đối thủ thì mình sẽ to hơn á. Nhưng cái này mà các bạn chết thì nó vẫn hồi sinh lại như cũ, nó không bị mất đi cái kích thước của mình. Không biết là mình phải tập như vậy bao nhiêu lâu nữa. Khó khăn quá à. Ít nhất là clip này mình cũng phải lên được 1000 stand chứ. Chứ còn mà được 700 mấy vậy mà nghĩ thì cũng kỳ. Còn chưa quýnh được thằng nào nữa. Xíu 800 stand thì mình ra mình chống đẩy, rồi mình tập tạ tay, rồi mình chạy bộ, rồi tối về mình làm một suất bò bít tết. Giá như cuộc đời của mình cũng như trong game. Mình không có cần tập cái gì, mình không cần ăn, mình tập tạ hoài thì nó cũng bự được như vậy. Gì vậy? Đi thì đi đàng hoàng đi ba, bò gì bá. Ủa sao không di chuyển được? Đừng nói mất kết nối tiếp nha. Các bạn nhìn đi, bây giờ mình đã bự hơn hồi nãy khá nhiều rồi. Tuy nhiên thì so với những anh chàng đẹp trai này thì mình vẫn còn quá khiêm tốn. Đây là có một đối thủ vừa sức rồi. À không, không có vừa lắm. Hình như nó bị lag hay sao mà mình không quýnh được nó. Chết mày. Ủa sao không có xi nhê gì vậy? Chết mày đi. Bụt. Rớt mẹ đầu luôn. Game giả mang thì chứ vậy mà ông nào kêu game mà cho con nít chơi. Rồi hồi sinh rồi. Giờ kiếm chỗ yên tĩnh mình tập tạ. Trời ơi mày cho tao hồi sinh ngay lên cái người cái thằng bự con như vậy. Bây giờ ra đây mình chống đẩy đi. No. Cái đó hiện lên là nó mời mình vô giải đấu, nó đấu quýnh lộn tầm bậy tầm bạ với mấy thằng to đó. Đâu quýnh lại đâu. Giờ quýnh không lại mà vô quýnh với nó chửi mình ngu. Đó cái gì đấy? Trời ơi, ông lựa chỗ nào đẹp đẹp ông chết tôi coi. Ông chết bên cạnh tôi hú hồn. Hú hồn cái lồn còn nguyên. Lát lại lát nữa. Khổ lắm chơi. Mình phải ngồi một cái phòng riêng để mà quay. Và cái wifi đó bên nhà bên cái phòng bên cạnh. Nó lát bây giờ thỉnh thoảng nó không di chuyển được. Rồi mấy thằng kia nó đi rồi. Giờ mình lại tiếp tục luyện tập. Trời. Bao giờ mới đến 1000? Chắc nản, chắc nghỉ quá. Chắc đến 900 tôi nghỉ luôn đấy. Tập cái tạ này phải đến 1000 mới tập được cái tạ để ngoài nè. Mà hình như tôi bị lag hay sao đó, nó không có lên điểm nữa, chán quá. Mỗi lần dùng không có sao hết, đến lúc quay clip vô phòng này quay là bắt đầu mất wifi. 3-4 lần vậy, quay YouTube cũng cực lắm chứ. Rồi bữa nào cũng tầm 6-7 giờ tối quay xong rồi ngồi dựng clip đến tầm 8-9 giờ. Rồi up lên rồi mới đi về nhà, khổ lắm chứ. Mà đâu có ai coi đâu. Cái gì vậy bác? Đá cái trách chỗ kia thì sang chỗ này. Gì nữa, chắc có thằng nào đá mình ra rồi đó. Chết mẹ luôn. Lát rồi, khổ quá đi. Gì vậy? Trời đất ơi. Mày tập tạ chứ mày chịch tường hả mày? Tôi khổ quá mấy ông ơi. Tôi mở cửa cho wifi vô để quay clip cho mấy ông coi mà có thằng chó nào hút sáo ngoài kia, hút gió ngoài kia. Làm gì không có ý thức, mới nhạt. Ủa sao vô lại mà vẫn cái body như vậy ta? Thôi cho mình tiếp tục chống đẩy. Cái gì vậy? Lát nữa.
chơi ác đóng cửa không cho wifi vô khỏi quay. Mất dạy thiệt chứ. Ghét là ghét nhất là lên làm clip về nói xấu với người ngồi xung quanh mình, đéo nói đéo chịu được. Khổ lắm. Giờ ngồi thí dụ dăm ba người mình nói xấu vậy không có khoáng, giờ lên clip YouTube rồi mình nói xấu ít ra cũng mấy trăm người coi chứ. Thôi chắc nghỉ mẹ đi. Lát quá trời quá đất. Thì cái tựa game này nó ở trên Roblox, một cái kho game online cho chúng ta có thể giao tiếp được với nhiều người. Và cũng có rất nhiều game trên này. Và cái game này là cái game mình thích nhất, bởi vì nó dễ chơi, với lại là cái độ tương tác nó cao. Chơi cũng rất là gây nghiện nha. Nãy giờ chơi là hơn tiếng đồng hồ đó. Đó, nhìn thấy chơi đến mức màn hình nó phát hiện mất kết nối rồi. Chà, đóng cửa rồi. Khổ quá đi. Có lẽ clip này kết thúc ở đây. Cái link download Roblox thì mình sẽ để phía bên dưới video. Lần sau tôi sẽ làm clip mà tôi đạt 10.000 stand trong cái trò này. Anh em nhớ sub kênh và để lại cho tôi một comment để góp ý nha. Còn từ game nào hay nữa thì có thể gợi ý cho tôi để tôi làm những cái clip chơi tương tự như vậy. Bây giờ thì xin chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại ở những clip sau. Bye bye.